một phiên chợ đặc biệt sắp diễn ra. Quý khách hàng đừng bỏ lỡ. Hãy tham gia phiên chợ hợp tác xã nông sản Bình Phước online lần đầu tiên tại Bình Phước qua số hotline 0355 368 979. Phiên chợ hợp tác xã nông sản Bình Phước online diễn ra vào lúc 16h50 phút đến 18h20 phút thứ Bảy ngày 28 tháng 5 năm 2022, được livestream trực tiếp trên trang fanpage, kênh YouTube Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước và trang fanpage Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước. Phiên chợ hợp tác xã nông sản Bình Phước online, cơ hội để quý khách hàng gần xa tiếp cận với nhiều sản phẩm chất lượng, hiệu quả, được sản xuất theo quy trình hữu cơ, đảm bảo cho sức khỏe người tiêu dùng với giá thành tốt nhất, hấp dẫn nhất. Nhiều chính sách ưu đãi, khuyến mãi và những phần quà hấp dẫn có giá trị từ các hợp tác xã và ban tổ chức đang chờ đón quý khách hàng. Hãy nhanh gọi đến số điện thoại 0355 368979 quý vị nha. Phiên chợ hợp tác xã nông sản Bình Phước online, nơi hội tụ những sản phẩm chất lượng cao.